Chào các bạn. Turn left onto Buena Vista. Lên dốc quá vậy. Chào các bạn ơi, các bạn ơi. Chị Khanh đang chở tám đi lên một cái dốc. Đường này là đường đi ở ngoài biển, có mấy căn nhà rất là đẹp. Trời ơi, mấy căn nhà này đẹp quá hả? Đang dẫn tám đi để coi tám thích căn nào thì mua. À vậy hả? À. Em thích khoảng 3-4 căn á, chị mua được không? Chắc mua quá cho kệ, cứ mua đại đi nha không? Ừ, thôi kệ, em chỉ căn nào chị mua căn nấy nha. Chỉ căn nào mua căn nấy bất đi. Bất chấp luôn coi như bao nhiêu giá nhiêu cũng mua ha. Ok, vậy đi. Rồi, cứ vậy đi nha. Thôi thích là được rồi đúng không? Mình cứ mua đi xong rồi để đó cho bà Linh đã trả tiền. Trời ơi, coi nhà nè. Thôi sẵn đó cho Thơ với Linh đi vòng nha. Ok, đâu sao đâu, chờ cái ti nữa mà. Đó, bây giờ đi xuống dốc nè. Sao đường ở đây giống San Francisco quá vậy chị? Chính xác, ở đây đẹp lắm đó. Southeast on Buena Vista toward Cayo Oso. Chị đi thẳng lên cái dốc này luôn đi chị. Cho em đi lên núi một chút. Đây nè. Head southeast on Buena Vista toward Avenida Del Poniente. In 500 feet, turn left onto West Canada. Turn left onto West Canada. Sao có Canada chẳng vậy? Tên là tên đường. Trời ơi, cái đường nó đi ghê không Linh? Ghê. West Canada. Well done. Well done. California mà cũng có Canada trong này nữa. West Canada. Trời, mấy nhà này mấy triệu không đó cho biết. Mấy triệu mà nhà nhà thấy ghê. Tiền không nhà tiền mà không. mà cũ gì mà mấy triệu đó. Ở đây á, mua nhà là người ta mua theo khu. Cái vùng, cái khu. Turn right to stay on West Canada, then turn left onto West Escalones. Nhà có lầu đi. Ôi, turn left onto West Escalones. Ở đây có nguyên một lùm cây quá trời đẹp luôn nè. Bông lùm lum nè. Đúng không thơ? Nó kêu mình lên lép đúng không thơ? 600 feet, turn right. Em đâu có biết đâu à. Đúng rồi. Đúng rồi nè, là xong rồi. Không, mình cứ đi nhìn cũng đẹp quá ha. Ừ, thì từ từ em cho em quay nhà cho mọi người xem luôn. Đúng rồi, đi xem khu này ha. Chị dẫn gì chị hấp khu thôi. Này là khu San Clemente nha các bạn. Nghĩa là cái đường đi lên đi lên nữa là nó sẽ lên tới đi đó San Diego. Ok. Bây giờ kiếm chỗ đậu xe nha. Chúng ta đã tới nơi rồi. Một bên là núi, một bên là dừa đường cây, một bên bà Thơ, một bên bà Khanh. Ồ, đương nhiên chị sẽ dẫn xuống để lấy chỗ nữa. Ngồi nhà hàng nó đông, nó lâu quá. Thôi phải đợi, phải vô lấy chỗ liền, tại chị ngồi, mình đã ngồi ngoài đường mà. In 400 feet, turn right onto Avenida Del Mar. Wow, gần biển. Rồi, đây nè, biển này nè, đây nè, mình ăn trên cái cầu rồi. Mình mới gần xuống biển ha. Đỡ đi bộ xe. Có một chỗ đậu xe luôn. Ok, bây giờ Thơ, bây giờ trời còn nắng, Thơ ngồi dưới bụi này Thơ đỡ nha. giữa biển, chúng tôi sẽ xin tuyên bố từ đâu vậy sao chúng tôi sẽ trao đổi dài cho nhau. Chết mồ không được chị Khanh ơi. Các bạn, người ta đi ra biển để người ta phơi nắng. Nắng biển cho nó tốt đi. Và Thơ bà che dù, bà sợ nắng biển. Nắng muốn chết luôn. Suốt cái này biết bao nhiêu người ta mê. Trời nắng ta mê kệ người ta đi. Mình phải vì da của Thơ mà đẹp. Bữa nay trời cũng khá ấm á. Đi Khanh tắm thì Khanh ra mua bộ đồ Khanh và Thơ. Trời ơi, hết hình họ. Đi xuống cái tự nhiên. Trời ơi, chị Khanh với tôi tắm biển đi đâu hết, bà mới hết kìa. Đúng rồi, tôi. Bà đó. Bà tắm biển. Bây giờ Linh nó chịu, nếu mà Linh mà chịu mà thay đồ bikini ra nhảy xuống tắm biển, chị hứa sẽ dẫn thôi đi em ngoài luôn. Ý đó chị nhỏ, chị phải nói là em mà làm như vậy là chị phải mua cho bà Thơ căn nhà triệu đô. Còn chưa có được. Đi Hà Quai. Mới quay xong đây nè các bạn, đây là cái nhà hàng mà
mà bây giờ mình khanh là khanh reserve ngồi ở đây nè, ngồi phía bên ngoài cùng luôn, nên là nó nói là hơi lâu một chút xíu, cái kia là 25 phút, cái này có thể là 30 phút hay 45 phút. It's okay. Được. Mình cũng đâu chưa có đói, mình chịu luôn. Mình đứng đây cho chung ba người, mình chum vô, mình mời các bạn coi biển chung với ba đứa mình nha. Ha. Chị Khanh hả, em muốn hỏi chị coi chị chút chuyện. Gì? Có phải hôm nay chị có tâm sự không? Tâm sự gì giờ? Tâm sự hả? Không, em nghĩ chị có. Tại sao? Chị có tâm sự gì đó cho nên chị mới dắt em với bà Linh ra biển chơi. Đúng, chị muốn đi ra ngoài chỗ này. Tâm sự là tại vì ngày này gần 40 năm về trước, hơn 40 năm trước, tôi đã ra đi vượt biên. Gì kỳ vậy? Thì đi vượt biên, bữa nay kỷ niệm ngày mình đi vượt biên nên mình phải ra biển. Gì kỳ vậy? Trời, các bạn ơi, các bạn, chuyện tơ lòng của người ta mà hỏi, mà hỏi làm sao mà người ta nói cho được chứ. Nhưng mà đúng không? Đúng. Đúng là hôm nay chị có tâm sự không? Có một chút tâm sự. Ở trong lòng đúng trong không? Trong lòng đúng. Cho đúng. Nên chị mới quyết định là chị muốn đi ra đây. Và ô, có su cô. Cái gì vậy? Ô, có su cô. Cái gì vậy? Cái gì vậy thơ? Con chim nó băng tết giống như là nó muốn ổn cho mình luôn á. Không, nó bay vô tới mình luôn á. Mấy con chim đó nè, nó dữ lắm đó các bạn. Nếu mà mình có đồ ăn là nó tới, nó gấp lên tay mình liền luôn, nó lấy đồ ăn trên tay. Vậy là đi tàu á. Ờ, đúng rồi. Kỳ này để khi mà mọi chuyện xong xuôi rồi mình sẽ tổ chức đi cruise. Đi là cruise đi, là đi tàu á, đi cruise á. Là mình lên trên đó cũng vui lắm. Đi mà đi đông là đi túi tụi mình không là vui rồi. Đúng rồi. Thì Khanh, cái ông kia ông ổng ổng mặc đồ kìa. Ổng không mặc đồ, trời ơi là ông trời. Trời ơi, ông có mặc đồ tướng chuyện gì? Em kêu tôi nhìn á. Con chị á, con chị thằng Út chị giờ nó đang dạy mấy đứa nhỏ chơi cái này nè Thơ. Cái này gọi là surfing á, nó đang dạy á. Là đang cái đứa học mà mổ á. Thằng Út, thằng Út á, con trai Út chị á. Còn đứa mổ là con thứ mấy? Không, đứa mổ con thứ nhì, đứa lớn rồi à, nó đi làm là khác. Ừ, cái thằng Út à. Út chị nó ở Santa Barbara, nó đi học á. Giờ nó học ra trường rồi, giờ nó bơi giỏi lắm. Nên là chị cho nó học bơi từ nhỏ. Thì chị quan niệm mình là cho nó đi học bơi hay là làm gì đó. Ví dụ như là thay vì nó phải đi làm McDonald's đi, thấy không? Thì nó sẽ vô trong đó nó làm. Tại vì nên nó biết bơi mà, nên nó đi xin làm giống như là giữ hồ bơi nè, rồi dạy con nít. Nên thì là nó có được cái job đó thôi, phải không? Cũng như két đi, rồi nó có khiếu nữa mình cho nó đi dạy học, nó dạy mấy đứa nhỏ học dạy thêm, kiếm tiền thêm trong khi mình đi học. Nó thì con trai thì chị cho nó cái đi bơi, vừa học vừa làm mình dạy nó, cho dù mình có cái khả năng đi chăng nữa nhưng vẫn dạy cho nó để cho nó hiểu cái giá trị của đồng tiền. Nãy chị nói là đi cruise đúng không? Ừ. Là bà Linh chắc chắn bà không đi rồi. Tại sao? Bà không thích. Bà đi với mình bà sẽ thích. Bà không chịu đi tàu. Bà đúng, đi với mình bà sẽ thích thôi. Bà Linh thấy không? Bà gật đầu. Sao tàu, sợ tàu dữ vậy? Bà sợ nước lắm. Ờ. Bà không có dám đi về sông nước. Cái phòng ngủ đó Linh, cái phòng ngủ của mình, cái cửa sổ ngay đây là biển ngay đó luôn á Linh. Ủa, cho nên bà sợ lắm. Nhìn biển luôn. Cái lúc mà cái tàu mà nó hơi xuống chút á Linh. Hơi xuống chút là mình thấy nước ngấy cái cửa sổ mà luôn á Linh. Dạ làm sao mà Linh mới đi được? Đâu có sao đâu, đi đông mà. Bà mới nghe bà còn mắc ói. Bà đi tàu thì dễ bị say sóng lắm á. Dù là có uống thuốc. Nắng thiệt luôn á Linh. Nắng thiệt luôn á nha Thơ. Nó như con gấu vậy đó các bạn. Trời đất ơi, bự hơn với con bé luôn. Ủa ghê quá, chị sợ mấy con bé đó lắm. Nồi mấy con đó hả? Ủa nó tát con em bé luôn. Bự gấp đôi, gấp ba. Hans and the white wine garlic sauce. Oh, look good. These are the coconut shrimp. Thank you. Cắn. Được rồi. Uống nhiều không? Ok, này mình để qua đây nha. That's his like. And calamari. Oh, calamari. I love these ones. They're really good. Oh, this is real good? Yeah. Perfect. Thank you so much. You're welcome. Đây là món oyster. Đây là món tôm. Cái gì đây?
tôm gì đấy chị? Nó tôm có chi chấm hả? Rất là ngon. Phô mai gì hả? Ờ, nó có chi tạp phô mai. Đây là tôm gì đây? Coconut cream. Đây là mực mà cái cô này cô nói rằng là cái món mực này rất là ngon nha các bạn. Nên là mình mới order thử ha. Rồi. Bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng nâng ly. Chúc mừng sinh nhật của Cam Thơ. Chúc mừng ngày chúng ta gặp nhau. Vô. 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 Ngon, cái bia này nhẹ uống sướng. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá, bia ngon quá. Rồi, xin mời. Mời các bạn. Làm ngon quá. Làm mình tưởng đâu bà Linh bà mời cái bàn kế bên đó hả? Sao bà Linh bà gan vậy ta? Thơ. Số 1. Chưa ăn cái đó. Cái này ngon lắm. Ngon lắm các bạn. Cơm nhỏ xíu rồi nó ngon nhưng mà không có thấm vào đâu ha. Ừ. Nhỏ quá. Nhưng mà nó ngon. Ngon. Cheese. Không phải chi cua, cua đó thơ. Cua. Ừ. Có ăn không? Ăn thử nhiều khi đặc biệt. Anh không có biết ăn mấy cái món này. Lính. Ngon không? Rồi 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 thuộc. Cái gì đó? Ngon không? Rồi 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 thuộc. Cái gì đó? Tỏi hả? Cay quá hả? Bê. Cay quá hả? Bê. Cái gì vậy? Cay không? Hủy rồi lại gì? À. Mưu tạc. Mưu tạc. Ôi giống như quá xa bì. Quá xa bì mà sao quá xa bì mà. Mà nó nằm màu trắng. Mình tưởng cái gì mình ăn một cục vô. Trời ơi. Trời ơi trời. Trời ơi ngon quá. Trời ơi, bây giờ cho một chút xíu vô. Một chút xíu thôi. Ừ. Trời ơi trời. Linh là ăn thử này, cắm con này lên. Ồ nó nằm nó sặc lên trên này luôn ông nội ơi. Thiệt sự luôn á, thật lòng với Linh với Lê Thơ không? Chị ra đây á nhiều lần lắm. Sau này chị đi á, lúc nào chị cũng nghĩ đến Linh với Thơ á. Chị nói trời phải dẫn mấy đứa này nó đi ra đây mới được. Hay cái chỗ nào quê. Cái chỗ nó quá đẹp, đúng không? Suốt ngày cứ vòng vòng ăn bô xa không mà nó không. Kỳ này phải dẫn ra ngoài này. Rồi mai chị dẫn đi một cái chỗ khác nữa. Ngày mai cho ăn đồ mễ. Ờ, mai cho ăn đồ mễ. Đừng có tưởng đồ mễ dở nha. Đồ mễ mà chính gốc có nhiều cái ngon lắm á thơ. Ừ. Mình đi ăn cho biết đồ người này người đồ kia đúng không? Ừ. Vô đi Linh ơi. Vô Linh nè. Vô. Vô thơ. Để em sạc vít cho bà Linh. Bà ăn đi. Rồi bà khoái ăn mà. Cái nào đó ngon phải không? Ngon, tôi cũng khoái nhưng mà tôi nhường cho bà ăn đó. Cho bà gì vậy? Tại bà sắp đi làm rồi. Cho bà ăn con tôm. Ủa luôn con xô. Ui các bạn. Mấy em chụp được nhiều cái may mắn lắm nha. Thôi, nó làm một cái đuổi xuống kiểu mấy con thì sao đúng không? Dạ. Chốt nữa cà phê. Dạ. Ngon quá. Ừ. Thôi chị ăn đi. Thôi, chị ăn hai con rồi. Chị thích ăn tôm mà, chị ăn đi. Còn tôm này nữa này. Em ăn chưa đó, chưa ăn tôm đó. Em ăn tôm này. À, cái tôm này á là một loại khác nữa thơ. Tôm này nó nấu chung với lại cheese đó các bạn. Nó nấu chung với đó. Phô mai. Ừ. Chi xà phô mai á. Thấy sao được không? Được, được thôi. Ngon. Ngon ha, nó cũng lạ hết thôi ha. Nè, thấy rồi. Rồi, cái đĩa đây lần rồi đó. Ngồi đi cái ti. Mày thấy tao thương mày không? Tao với chị Thơ xuống đây với Linh xuống đây là nghĩ tới mày. Thương ngồi sớm em xíu nhỉ? Thầy đâu có nghĩ tới đâu mà đi. Ôi hả? Mà sao mấy chị biết cái này hả? Bột xuất. Dạ thưa, từ chị Khanh. Good job Khanh Khanh. Dưới em cũng có cái fisherman này nè. À. Lần trước em kêu mấy chị xuống em dẫn đi đó. Ừ. Ăn đi cái ti. Ăn đi, ăn đi. Cảnh đẹp con, quá. Con mà thịt mà bò. Có cái dù nó đẹp hơn. Tại vì nắng quá, không có dù nắng. Nắng lắm rồi. Nhưng mà bữa này ban đêm cũng vui lắm. Đẹp nữa. Cái nón của cái ti đâu rồi. Kìa thấy không? Nón gì chị? Mọi bữa đội nón, hôm nay em đội. Hôm nay trời nắng. Không sao. Cái ti ngồi đó nắng không? Nắng không? Em ok. Chúc mừng năm mới.
Ủa bà Linh, ly bà Linh cạn hơn trước mình luôn kìa. Em bình thường em cũng tự động em lấy em không muốn. Ờ, đó rồi. Chai nữa đi. Thôi. Uống đi chị Linh đừng mắc cỡ. Không, uống bia thì nhẹ ok. Này uống lai lai từ từ. Nhà đây mắc lắm. Nhiều cái tây. Mặc chịu hơn, mấy triệu mấy triệu. Ừ, mắc lắm. Em nghĩ rẻ nhất cũng 3 triệu á. Bữa nào chị nghỉ hè đó, chị muốn kiếm cái chỗ á thì mướn á, một tuần lễ. Một tuần lễ khoảng 3 ngàn. Đơn ngàn tới 5 ngàn. Gì, 3 ngàn tới 5 ngàn. Hai năm về trước á là mấy cái chị trong nhà thờ em họ có đi họ mướn một chỗ cũng như vậy nè. Cái nhà đó thì cỡ 5 phòng chị, mà tới gần 4 ngàn mấy 5 ngàn đó. Mà em biết nếu mà em mướn á, nếu mà em mướn ngay ngày July 4, tại vì thường mình mướn ngay July 4 ngay bãi biển á thì nó bắn pháo bông mình khỏi dành với ai hết. 7-8 ngàn cũng có luôn, có một tuần lễ thôi đó. Rồi mình ngay bãi biển mà. Trời ơi, okay. Steak nè. You're welcome, halibut. Steak mòn quá nè. Thank you. Okay, does everyone else work? I'm sorry, is this cooked? Yes, okay. They're all cooked. Thank you. Okay, anything else? Ôi ừ, tôm của chị Khanh nè, ngon chưa? Đây là củ khoai lang. Cái này tôi với bà khoai tây chứ. Đúng vậy ha. Hai cái đĩa này. Ồ, cái này để vô hết. Bà đứa là củ cái tây á hả? Dạ. Ngon quá. Cái này là cá. Cố tình là bữa nay là kêu là gà. Gà cá quên lộn. Tôm, cá và thịt bò. À để xe. Để chị ăn nha. Cái này là chị muốn thì chị bỏ lên đây, còn không thì thôi. Ồ, không ăn cái đó. Cái đó. Xin mời. Cái tây. Xin mời mấy chị. Chị nghĩ thịt bò mình cứ cắt ra mình ai ăn game vô ăn. Cho ba củ cà rốt kìa. Để ly của em qua đây muốn uống chưa chị nha không? Ngon. Nè, nãy giờ mình ăn đây được đúng không? Đây không tệ. Mấy chị yêu của tôi làm sao vậy? Sao mấy chị yêu không ăn vậy? Ngon muốn chết. Nãy giờ ăn quá trời. Nãy ăn cái tay chưa tới là ăn món ba món ha. Vậy hả? Nhưng mà vẫn biết em nãy em ăn quá chừng mà. Đây là món cuối cùng. Tráng miệng. Món gì chị Khanh? Món này là món gọi là creme brulee. Creme brulee. Creme brulee. Creme brulee gì đó mới được. Rồi ok. Rồi mình ăn nhé. Hôm nay ăn hai đứa mình ăn. Ăn đi Christy. Em có giờ ăn mấy này đâu chị? Ăn chút xíu ngọt đi. Em ăn strawberry. Ôi dạ. Nó bánh flan mà nó chiên á. Cái cream cái này là miếng đường ở trên nó chiên. Nó cái máy nó xíu. Rồi bây giờ mình đã ăn xong xuôi rồi các bạn. Cái tây, xin mời cái tây lần đầu tiên của mày. Đây em ăn ăn ở đây em lần đầu tiên em ăn á, ở đây á. Ở dưới San Diego cũng có, em ăn dưới đó rồi. Đây là em ăn lần đầu tiên ăn ở đây. Thấy sao? Em ăn cái món đầu tiên em ăn là cái món mực chiên. Mực chiên ngon nha, thì nặng chanh lên ngon. Cái món tôm cũng ngon. Sau đó mình ăn cái mấy món salad ăn cũng ngon. Mẹ không có thích cá rồi, em thích salad. Nhưng mà cái món chính này á, steak của nó ngon hơn chỗ lần trước mình ăn. Steak của nó mặc dù nó sống mà ăn không có bị tanh. Ngon. Rất là juicy. Và cá của nó cũng không tanh luôn. Không tanh luôn hả? Đúng. Nhưng mà em thích nhất là tôm. Tôm ngon nhất. Nói tóm lại nhà hàng này là trên mấy điểm? 10 điểm thì cho 8 tới 10 giỏi. Thơ thấy sao? 8 điểm. 8 điểm. Linh. 8 điểm. Thì mình còn những chỗ ngon hơn mình sẽ đi. Bây giờ mình đi ra ngoài cái cầu. Cái kia. Mình ngắm biển nha. Đúng, đi nha. Mà không mình nhìn thấy cảnh đẹp ghê không các bạn? Wow. Mọi người ơi, ai mà có người yêu á nên dẫn tới đây rất là tình tứ. Các bạn ơi, các bạn, mình sống mình không cần phải có người yêu mình mới hưởng thụ. Khanh đâu cần đâu, Khanh vẫn hưởng thụ, đúng không? À, đúng không Thám? Đúng. Hai dạ. Chúng tôi đâu cần có người yêu mà chúng tôi vẫn hưởng thụ được chúng mà. Chúng ta đã tính tiền xong và chúng ta sẽ lên đường. Đi. Chị nói nó đứng đây đợi ta. Ô, chụp hình, chụp hình. Chụp hình kìa, mới mặt trời lặn. Đây đó. Đi nè, đi nè. Đây. Có người nè, có người nè. Đẹp quá. Á, lẹ lên, nó xuống rồi.
gì giống như là múa lâm thôn. Tèn 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 tèn. Chuyện gì xảy ra? Hai bà diễn Christy thơ muốn ở đó chơi đó. Bữa nào rủ nhau đốt lửa trại không? Đốt bonfire ở người biển. Chương trình đi biển chơi ăn tám nhảy múa của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại các bạn vào clip sau, không biết đi đâu tiếp theo nữa. Có anh chỗ rồi mà bí mật không nói đâu. Chúc các bạn một ngày an lành nhé. Bye bye. Bye bye. Bắn tim. Bắn tim, bắn tim. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.